lên sóng cái sản phẩm cuối cùng của năm. Đấy, nốt này là 23 là cũng thôi, cũng xin phép anh em là cũng nghỉ Tết thôi. Đấy, còn một con tủ cuối cùng. Bệ Trúc Long lèo thập điểu quần mai. Hai cánh khả, trong thùng cũng khả. Tủ rất là đẹp. Vụ ta tuyệt đối 100% luôn. Dày dặn chắc chắn tuyệt đối luôn. Đấy. Tủ rất đẹp luôn anh em, chơi Tết cái tủ này rất đẹp luôn. Khung bệ dày. Hai cánh khảm đẹp luôn các bác nhé. Hai cánh khảm đẹp luôn. Này vệ sinh lại thì đẹp nhá. Gỗ của nó liền lạc cái này cơ mà. Các bác nhìn này. Tủ cứng ngắc luôn, không lung lay, không lung lay được. Dày dặn chắc chắn. Đấy, chân này. Bệ rất là đẹp các bạn. Tủ đẹp đẹp. Con này mà các bác chốt là anh em vệ sinh do là các bác về chỉ việc chơi Tết thôi. Đây nó cũng còn hơi những cái vết mốc bẩn cũ, nó chưa được bóng lắm. À, các bác nhìn này. Đấy. Khung bệ đằng sau là long khung hết. Kể đến cả cái giá cốc, giá ly này cũng đẹp này. Đấy, long khung này, bốn bức khảm từ quý ở trong này. Thùng bệ nóc lành tít. Đẹp. Chơi thùng đẹp thật. Đấy. Chốt cuối năm con này anh em lấy 15 triệu nhá. 15 triệu con tủ đẹp. Mình sẽ vệ sinh lại hết cho anh em nhé. Vệ sinh lại hết các cái vết nhom nhem này, nó sẽ đồng màu hết luôn. Anh em về chơi Tết thì cực đẹp luôn. Bệ Trúc Long lèo thập điểu quần mai. Tủ vụ ta 100% lành lặn tuyệt đối. Đây, hai cánh gương đầy đủ hết nhé. Đấy. Các bác nhìn này, thấy chưa? Thùng bệ bên trong hai cánh dây dặn đẹp tuyệt đối luôn, đầy đủ hết, không thiếu phụ kiện gì cả. Có mỗi hai cái đôi mễ này thì nó hơi xấu tí thôi. Đẹp. Rồi ok, bác nào chốt cái này thì điện ngay cho em nhé, 0963 177 806, 15 triệu anh em nhé. Tủ rất đẹp đấy.